Một lọ serum phục hồi da hơi bị ok nhưng mà lại siêu siêu hạt dĩ luôn. Đó chính là Ceramide của Luxembourg, chắc hẳn rất là nhiều người quen thuộc rồi đúng không? Em này có một cái chất hơi lạ, một cái màu trắng đục như sữa và khá là đặc á. Với thành phần chính là Ceramide nên em nó sẽ giúp khôi phục hàng rào bảo vệ da, làm dịu lại mấy cái làn da đang bị kích ứng tổn thương đồ đó. Ngoài ra còn có chứa HA và tùm lum tùm la những thứ khác để giúp cấp ẩm làm dịu đồ nữa nè. Nhưng mà không có dầu khoáng, cồn khô hay là paraben gì đâu nên là mấy bà da nhạy cảm cứ an tâm mà dùng hen. Do em này nó có một cái chất đặc nên là cái độ thẩm thấu trên da nó khá là chậm chứ không có nhanh được nha. Tuy nhiên sau khi cái serum nó thấm xong thì mình thấy cái da của mình nó có độ đàn hồi và rất là mướt, chứ không hề có cảm giác bết dính hay là tạo màng gì hết. Về khả năng phục hồi da thì rất là ok la luôn. Ai mà nghèo nghèo thì thử thử đi, hơi bị bất ngờ về công dụng luôn á. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu, và cần một người nào khác cho anh thêm bền lâu. Baby, dù đoạn đường có thêm chông gai về sau, tự nhiên là cô đơn thời dài trôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Ra buổi sáng của mình. Bước đầu tiên thì chắc chắn là rửa mặt rồi, mình dùng quần Naruko. Thời tiết miền Bắc dạo này rất là lạnh và hanh, chỉ có em toner này mới đủ đô để cấp ẩm cho làn da của mình. Hiện tại thì đang bị tổn thương do nặn bụng nên là mình cần em phục hồi này. Em này có kết hợp dưỡng ẩm luôn nên là rất ok la. Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất, đó chính là kem chống nắng. Thì mình mới đổi sang loại này của Cariofi. Dòng mình đang dùng là dòng không nâng tôn và mình lựa chọn em này vì bằng thành phần không có chứa cồn, paraben hay là hương liệu tổng hợp. Chất kem của em này thì rất là dễ tán và sau khi tán xong thì mình sẽ đợi 1-2 phút để cho nó ráo lại. Sau khi khô lại thì em này tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ. Mình thường dùng lượng kem chống nắng như thế này để đủ dùng cho cả mặt và cổ luôn. Em này cung cấp khả năng chống nắng quang phổ rộng và có thể chống lại các tia UVA và UVB luôn. Dùng em này thì không bị cảm giác bí bách hay nặng mặt đâu nha. Và theo như bảng thành phần thì em này còn có rất nhiều chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất rau má, chiết xuất nho, chiết xuất củ dền đỏ và chiết xuất rau sam. Bởi vì em này có dưỡng ẩm nhẹ nên là các bạn da khô cũng có thể sử dụng tốt nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.